Hôm nay thì tiếp tục gửi đến cho quý anh chị cùng tham khảo một căn nhà phố một trệt một tầng lầu nằm ngay đây là thuộc khu vực phường Bình Chuẩn của thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương nha quý anh chị, và nằm trong một khu dân cư hiện tại là hàng xóm đã ở cực kỳ đông rồi quý anh chị ạ. Nhà ở san sát nhau và đặc biệt có một con đường phải nói cực kỳ rộng rãi luôn quý anh chị ơi, đường hai xe hơi tránh nhau thoải mái nha quý anh chị. Và mình di chuyển theo hướng này sẽ ra đây là đường Bình Chuẩn 41 ra với đường Thủ Khoa Huân ra với quốc lộ 13 nha quý anh chị ơi, quá tuyệt vời nha. Đường thông hai đầu. Di chuyển hướng ngược lại mình sẽ đi về đây là đường Lê Thị Trung ra với đường Thủ Khoa Huân ra với ngã tư Bình Chuẩn Giáo xứ Bà Trà nha quý anh chị. Một vị trí kết nối phải nói cực kỳ thuận tiện và dễ dàng luôn quý anh chị. Nhà một trệt một tầng lầu. Căn nhà này đã qua sử dụng và được sơn sửa mới nên nhìn khá là mới và chắc chắn nha quý anh chị. Đó, quá tuyệt vời nha. Vâng, và căn nhà này hiện tại đang gia chủ đang cần ra với mức giá là 2.680.000. Vẫn còn thương lượng và có hỗ trợ banh nha quý anh chị. Với tổng diện tích là 68m², ngang 4, dài 17. Thì căn nhà này thiết kế công năng cũng khá là đầy đủ luôn. Đầu tiên sẽ là một khu vực phía trước sân xe máy này quý anh chị. Khá là rộng rãi nha. Đầu có thể được là 4 chiếc xe máy á. Và bên ngoài này được bảo vệ một lớp cửa cổng 4 cánh khá là kiên cố và chắc chắn quý anh chị ơi. Đó. Khu vực tiếp theo sẽ là khu vực cửa chính cũng là 4 cánh luôn. Lớp cửa sắt nha quý anh chị. Đó, có tuyệt vời, cực kỳ chắc chắn. Và đây là khu vực không gian tầng 1. Tầng 1 sẽ bao gồm sân xe máy, phòng khách, bếp, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Căn nhà này thì hiện tại là có 3 căn phòng ngủ và có một căn phòng ngủ giới. Thì rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Không gian phòng khách cũng tương đối là rộng rãi. Hai bên tường thì được gia chủ dán tường, dán gạch lên trên đâu đó khoảng tầm 1m quý anh chị. Rất là sạch sẽ và xịn sò nha quý anh chị. Nhà được sơn gam màu trắng, nhà này được sơn sửa lại và gia chủ chọn tông màu trắng nên là nhìn rất là sạch sẽ, sáng sủa và sang nha quý chị ơi. Phía trên thì được giật hộp thạch cao này, đi hệ thống đèn LED cũng như là bố trí thêm một cái đèn chung giữa nhà giúp cho mình vừa sáng nhà mà vừa trang trí nha quý chị. Đó, phối màu giữa xanh và trắng rất là tuyệt vời, rất là dịu dàng nhẹ nhàng. Em xin nhắc lại, căn nhà này ngay tại khu vực phường Bình Chuẩn của thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Gần đây nhất là khu vực đường Thủ Khoa Huân, đường Lê Thị Trung và ngã tư Bình Chuẩn nha quý anh chị. Đó, những quý anh chị nào mà trong thời gian vừa rồi đang đi tìm nhà mà chưa ưng ý gần với những cái vị trí em nêu tên và đặc biệt là gần với Ủy ban Nhân dân phường Bình Chuẩn thì hôm nay hữu duyên gặp được cái video của em, xem được video xong xuôi ưng ý mà muốn đi xem thì có gì cứ liên hệ em theo số điện thoại 0974313794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ thông tin liên quan đến căn nhà này và hỗ trợ anh chị đi xem thực tế cho cụ thể nha. Và đây là khu vực không gian phòng bếp nha quý anh chị. Phòng bếp thì cũng cơ bản thôi quý anh chị ơi. Có cái kệ bếp được dán cái mặt đá hoa cương cũng như là giúp cho mình dễ dàng lau chùi vệ sinh, cộng thêm một cái bồn rửa chén này nọ nha quý anh chị. Bên tường thì cũng được gia chủ dán gạch lên giúp cho cái căn bếp của mình nó sạch sẽ hơn. Về đây mình có thể bố trí thêm một cái hệ thống tủ treo ở trên nha quý anh chị để cho mình trưng bày cũng như là để đồ nó gọn gàng sạch sẽ. Ở phía dưới chân cầu thang khu vực này thì mình sẽ bố trí tủ lạnh này quý anh chị, đã được bố trí cái ổ điện đây nha quý anh chị ơi, quá tuyệt vời nha. Đó, phòng bếp cũng tương đối là rộng rãi thông thoáng. Và khu vực sau cùng sẽ là căn phòng ngủ giới, một căn phòng cũng khá là vừa đủ để sử dụng nha quý anh chị. Đã, phía sau là có luôn cửa sổ và đặc biệt sau này thì có một cái quỹ đất của dân người ta làm vườn nha quý anh chị, người ta làm vườn trồng hoa rồi trồng rau này nọ á. Thì nhà mình sẽ lấy được cái nguồn gió sau nó vô vào cũng rất là thoải mái luôn. Thì gia đình nào có người thân ông bà lớn tuổi thì rất là thuận tiện cho việc sinh hoạt đi lại mỗi ngày. Và sau đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh. Vâng, như vậy là em đã vừa rồi đã quay hết tổng thể căn nhà tầng trệt cho toàn thể quý anh chị. Căn nhà này một trệt một tầng lầu nằm ngay tại khu vực phường Bình Chuẩn của thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Nhà sổ hồng riêng nha quý anh chị, ngang 4 dài 17 và có thổ cư là 60m², quá tuyệt vời quý anh chị ơi. Và bây giờ thì cùng mời toàn thể quý anh chị cùng em di chuyển lên khu vực tầng 1 để coi các cái căn phòng ngủ. Và trên này sẽ có hai căn phòng ngủ, một phòng thờ, một ban công và một sân sau cũng như là nhà vệ sinh nha quý anh chị. Và đây khu vực tầng 1 sẽ thiết là phòng ngủ số 2 ở phía trước này quý anh chị. Rộng rãi thông thoáng, nhà có 3 phòng ngủ, rất phù hợp với gia đình có từ 4 đến 6 thành viên. Và khu vực phòng thờ cũng tương đối là rộng rãi nha quý anh chị. Phía trước này sẽ có khu vực ban công. Đó, anh chị thấy không? Xung quanh hàng xóm
cực kỳ đông luôn. Quá tuyệt vời nha quý anh chị. Rồi, nhà này thì nói chung cũng mới được sơn sửa lại đó, nhìn rất là đẹp. Anh chị về đây được phải sửa sang phòng ngủ số 3 này quý anh chị, có luôn cả cửa sổ nha, mà mình lấy gió lấy sáng. Và đây khu vực nhà vệ sinh. Rồi sau cùng sẽ là khu vực sân phơi đó, rộng rãi thoáng nha quý vị. Đó, anh chị thấy không, đây là cái khu vực làm hoa, làm hoa làm rau của người hàng xóm đó. Thì sau này anh chị mà về đây thì ở đây cực kỳ mát luôn. Nói chung em đang đứng đây nó cũng rất là mát luôn đó. Vậy là tổng thể căn nhà này có một phòng khách, một bếp, ba phòng ngủ, có một phòng ngủ giới, rồi là hai nhà vệ sinh, với diện tích là 68 m², ngang là 4 m, dài 17 nha quý anh chị. Nhà sổ hồng riêng đó, ngay tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, và gần với khu vực ngã tư Bình Chuẩn, Giáo xứ Bà Trà, hay là khu vực ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn nha quý anh chị, đường Lê Thị Trung này, hay là đường Thủ Khoa Huân, đường Bình Chuẩn 41, đều có thể kết nối về căn nhà này được một cách thuận tiện và dễ dàng nha quý anh chị. Một căn nhà mà đã qua sử dụng, được sơn rửa mới, nhà sổ hồng riêng đầy đủ, có hồ chứa ban nha quý anh chị. Đó, công năng đầy đủ hết cho nhà mình luôn, cực kỳ rộng rãi, cực kỳ thông thoáng. Thì anh chị nào cảm thấy ưng ý cái video mà em vừa rồi quay căn nhà này, nói chung là ưng cái căn nhà này á, và đang cần tìm nhà mua trước Tết 2024 âm lịch nha quý vị, thì có gì tham khảo và đi xem sớm căn nhà này. Nói chung căn nhà này với mức giá này cũng tương đối là ok đó anh chị, 2.680 tỷ. Đó, nhà sổ hồng riêng quá tuyệt vời, nhà đường ô tô đấy, quan trọng nhất là cái con đường ra vô thoải mái là quá tuyệt vời quý anh chị ơi. Đó, em quay lại một lần để cho quý anh chị cùng tham khảo nha. Và nếu mà quý anh chị có dự định tìm kiếm mua thì cứ liên hệ em. Cũng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em. Và ngoài ra yêu thương cho em thêm một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký, để em có thêm cái niềm vui trong công việc. Mỗi ngày sẽ đi quay thật nhiều hơn những cái video liên quan đến lĩnh vực bất động sản, nhà phố, đất nền của toàn thành phố Dĩ An cũng như thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Em Hiệp thì chuyên nhà đất sổ hồng riêng nha quý anh chị, và đặc biệt là có hỗ trợ vay vay vốn đó, quá tuyệt vời. Rồi đó nha quý anh chị, đây quay lại một lần nữa cho quý anh chị cùng tham khảo nè. Và nhà cực kỳ ok đó quý anh chị, kiên cố chắc chắn, nằm trong một khu dân cư hiện hữu này, nhà ở san sát nhau được quý anh chị ạ. Đây hình như là không còn đất đâu, hầu như là nhà ở hết rồi đó anh chị, thấy không, quá tuyệt vời luôn đó. Hàng xóm ở cực kỳ đông, đường hai ô tô chắn nhau thoải mái luôn. Rồi 2.680 tỷ, nhà một trệt một lầu nè quý anh chị. Rồi anh chị mà ưng ý thì vào việc sớm nha.